mặc dù là nằm trong số những người đầu tiên được cử vào, nhưng mà chúng tôi không không có bỡ ngỡ vì cái chuyện mà sẽ tham gia cái công tác chống dịch lần này. Có thể nói là cái đợt dịch này ấy, nó không chỉ trách nhiệm của cá nhân ai cả, của cá nhân bệnh viện nào cả, mà cả của cả nước. Chúng ta cùng đồng lòng chống dịch. Mặc dù là Hà Nội vẫn còn đang rất nhiều dịch bệnh, nhưng mà vấn đề bọn tôi vẫn phải chia lửa với cả các anh em áo trắng ở trong đó để làm sao vượt qua được cái đại dịch Covid này. Trên nền tảng gì, chuyên môn rất vững và gì và sức khỏe tốt, đảm bảo cho một cuộc chiến cam go dài hơi. Một F0 không triệu chứng tại bệnh viện dã chiến mới lập, 15 giờ chiều vẫn chưa có cơm ăn. Muốn hét lên với mấy người phục vụ: "Bọn mày ngủ hết rồi à? Bọn mày tính để tao chết đói à?" Rồi nhìn xuống những thanh niên đang chuyển cơm giữa nắng nôi, bước đi siêu vẹo vì mệt lả. Sáng giờ chỉ làm và làm mà bụng chưa có miếng nào, dù trên tay vẫn bưng mấy chục hộp cơm. Và để bỏ ý định nổi nóng, lên giường nghỉ ngơi. Một F0 triệu chứng nhẹ, 22 giờ 30, cô đợi mãi mà không thấy bác sĩ nào đến hỏi thăm. Cô bắt đầu bực tức chửi bới: "Bác sĩ thờ ơ bệnh nhân." 15 phút sau, cô thấy anh bác sĩ kia đổ gục, ngất xỉu xuống sàn vì kiệt sức, bên cạnh một bệnh nhân trở nặng. Cô lặng lẽ, nước mắt chảy vào trong. Một ông anh bị phong tỏa 12 ngày không được ra khỏi nhà, nhưng muốn nổ tung vì bức bối. Đi đi lại lại tán gẫu với bạn, bạn nó kể em bạn ý là y tá, 45 ngày rồi chưa được về nhà. Ông tắt máy lặng im. Dịch là một thứ gì đó đến và cuốn đi rất nhiều thứ, đến những thứ bình thường cũng có thể không còn. Nên một trái tim yêu thương và bao dung ngay lúc này sẽ làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và trìu mến như nó vốn có. Với cái tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng và phức tạp thế này thì tôi cùng với toàn bộ các anh chị em trong đoàn lần này thì cũng được nhận thức rằng đây là một cái thời điểm rất là khó khăn đối với ngành y tế nói riêng và đối với toàn bộ đất nước nói chung. Thì hưởng ứng lời kêu gọi của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ấy, thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng bây giờ là lúc mà rất cần đến, thứ nhất là nhân lực ngành y tế, thứ hai là những nhân lực tình nguyện xung phong, đặc biệt là với những người trẻ như chúng tôi thì đây càng là nhiệm vụ nó cấp thiết hơn. Chính vì vậy thì mặc dù là xác định là sẽ có nhiều khó khăn, có nhiều nguy cơ, có nhiều gian khổ và có nhiều cái thiếu thốn chưa đầy đủ, nhưng mà tôi cùng với anh chị em trong đoàn vẫn là nghe theo cái tiếng gọi của Tổ quốc và xung phong đi vào miền Nam để giúp đỡ các anh chị em và đồng bào ở trong Nam. Lúc đầu thì cũng mọi người cũng có lo lắng và cũng có cân nhắc là con nhỏ thì nên ở nhà, kể cả gia đình cũng bảo là ở nhà để đảm bảo an toàn. Thế nhưng mà bởi vì dịch còn diễn ra dài cho nên là những cái đợt chống dịch này sẽ còn phải liên tiếp, cho nên là chúng em cũng lên đường sớm để mong rằng góp sức của mình để chống dịch thành công, nhanh chóng trở về. Đây thực sự sẽ phải là một trong những cái trải nghiệm mà không thể nào quên được trong cuộc đời của mỗi các cái y bác sĩ của chúng tôi. Bản thân trong cái chuyến đi này của chúng tôi, phần lớn mọi người là chủ động tham gia, chủ động xung phong trong cái chuyến đi này. Chính vì vậy cho nên là cũng có một cái sự háo hức nhất định. Và háo hức ở đây là gì ạ? Không phải là háo hức về cái câu chuyện rằng là cái chuyến đi nó vui vẻ đâu ạ. Mà háo hức là thứ nhất là mình sẽ có thể đóng góp được một phần nào đó cho cái công tác chống dịch. Cái thứ hai nữa là
về mặt chuyên môn mà nói, chúng tôi cũng sẽ được mở mang, chúng tôi cũng sẽ được học hỏi rất là nhiều từ các cái đồng nghiệp. Nguy cơ thì nhân viên y tế lúc nào cũng là nguy cơ cao và cần phải đối mặt. Thế nhưng cũng có những cái sự chuẩn bị như là đã được tiêm 2 mũi vaccine, cũng đã được giáo dục tuyên truyền và tự trang bị những kiến thức chuyên môn cho bản thân để mà vừa phòng tránh tốt cho bản thân, cho các nhân viên y tế khác và để điều trị tốt cho bệnh nhân. Còn khi mà đứng trong đội ngũ nhân viên y tế thì có rất nhiều nguy cơ, kể cả không phải là dịch bệnh, nhưng mà phải đương đầu và đối mặt để vượt qua. Cái bệnh dịch lớn như thế này, cái việc mà tổ chức cũng như là phối hợp phải rất là nhiều các cái bộ phận với nhau thì mới đạt được cái hiệu quả. Không phải chỉ có mỗi là các bác sĩ chống dịch, mà đây là cả một cái chiến dịch, đây là cả một cái sự tham gia của toàn bộ cộng đồng, toàn bộ các cái cơ quan ban ngành. Chính vì vậy cho nên cái việc mà chúng tôi tham gia một cái mảnh nhỏ trong cái công tác chống dịch này thì chúng tôi cũng có thể ở một mức độ nào đó sẽ hình dung được là một cái bức tranh toàn cảnh là cái việc chống dịch nó sẽ phức tạp như thế nào. Đây là lần thứ tư đại dịch phát lan rộng ở Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh và 19 tỉnh phía Nam. Thì chúng tôi cũng xác định khi có bệnh thì nhân viên y tế, cán bộ y tế, thầy thuốc, rồi điều dưỡng, y sĩ, rồi cả kỹ thuật viên, đây là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế, sẵn sàng để mà tiếp ứng, để mà tiếp nhận, hỗ trợ phòng chống, điều trị và dập dịch cùng với các cơ quan ban ngành chức năng khác của toàn xã hội để nhanh chóng cho đại dịch ở nước ta bị được dập. Trong thời điểm này thì hỏi có lo lắng không thì tất cả chúng ta đều rất lo lắng, bởi vì tình hình dịch ở Việt Nam thì hiện tại trong cái đợt bùng phát này là một cái vấn đề cũng khá phức tạp và toàn xã hội đang phải chung tay. Thế thì miền Nam và miền Bắc thì là cũng là tổ quốc Việt Nam mến yêu của chúng ta. Thì khi thành phố Hồ Chí Minh như chúng tôi vẫn nói là mắc bệnh, thời gian này đang có bệnh, thì tất cả mọi người đều chung tay để mong thành phố Hồ Chí Minh mau khỏe. Thì đấy là những lời nói dân dã mà chúng ta đều biết trên hệ thống mạng xã hội, chúng ta đang nói như vậy. Và không phải chỉ có thành phố Hồ Chí Minh, 19 tỉnh thành phía Nam lân cận với Hồ Chí Minh đều cái nguy cơ như vậy. Thì cũng không khác gì với Hà Nội giai đoạn trước cũng bùng dịch, chúng ta đã nhớ Hà Nội đã có giai đoạn rất là cao điểm và sau đó là giai đoạn Bắc Giang, Bắc Ninh cao điểm. Thì thời điểm đó thì chi viện đến từ miền Nam yêu thương, các đồng chí ở miền Nam cũng ra đây để chung tay cùng thành phố Hà Nội, cùng với Bắc Giang, cùng với Bắc Ninh và các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc để chống dịch, và chúng ta đã thành công. Thì bây giờ khi miền Nam ruột thịt của chúng ta có cái vấn đề bùng dịch của Covid-19 lớn thì miền Bắc sẵn sàng chi viện cho miền Nam. Và chúng tôi vẫn trên tinh thần là cố gắng để chi viện cho miền Nam và thành công ở miền Nam. Nhưng lực lượng còn lại ở Hà Nội thì phải
cố gắng gánh với trọng trách là bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội. Chúng ta phải giúp cho miền Nam chiến thắng, nhưng cũng phải giữ vững thành trì thủ đô Hà Nội mến yêu để làm sao cho Nam Bắc chúng ta đều thắng lợi. Còn đoàn Phú Thọ thì vì là rút khoảng hơn 70 người, đoàn mình 28 người, đoàn Phú Thọ thì theo em thấy báo quân số là khoảng 55-56 người gì đấy ạ. Thì về cơ bản quân số của bệnh viện Dã Chiến về nhân viên y tế thì không thay đổi lắm, chân là cộng trừ khoảng 5 người thôi. Tức là khối lượng công việc thì vẫn thế, thế nhưng mà áp lực về phần hành chính nó sẽ nặng lên vì các bạn tin dự từ Hồ Chí Minh các bạn ấy quá thuần thục trong việc đấy rồi. Các bạn ấy ao ra thì bây giờ các bạn ở Phú Thọ cũng chưa biết là các bạn ấy về máy tính như nào. Vì các bạn ấy 15 ngày trước các bạn ấy làm ở bệnh viện COVID-19 1.000 giường tại cơ sở 2 của Ung Biếu. Là các bạn ấy làm ở tầng 2 thì có thể phần mềm nó sẽ khác, cách làm bệnh viện nó sẽ khác. Cho nên cũng bên bệnh viện Dã Chiến này người ta cũng đang hoang mang, người ta cũng chưa biết cách giải quyết như nào. Và người ta hôm nay, hôm qua người ta điều động được khoảng chục bạn ở bên Nhi Đồng 2, dân gốc của Nhi Đồng 2 người ta vào đấy hỗ trợ phần hành chính. Số lượng bệnh nhân là 3.000, cho nên mức độ công việc và khối lượng công việc nó rất lớn, nặng nề hơn so với các công việc đời thường. Nhưng đây cũng là cái dịp để chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua cùng với nhân dân nhé, động viên anh em đoàn kết, giữ đảm bảo cái sức khỏe, giữ gìn sức khỏe, ăn uống và phòng chống phơi nhiễm nhé. Làm việc với các đơn vị bạn, khó khăn gì thì báo cáo với cái ban lãnh đạo của bệnh viện Dã Chiến để phối hợp tốt nhất. Đây là cái thời gian có lẽ vất vả nhất trong đời làm nghề của mình. Các em cố gắng đoàn kết, giữ gìn sức khỏe nhé, phối hợp với nhau đảm bảo cái cống hiến tốt nhất về mặt y thuật, về mặt nghề nghiệp cho người bệnh, cho những người phơi nhiễm mà đặc biệt từ tầng 2 đó nhé. Thôi thì chúc các em sức khỏe, đoàn kết và thành công, cống hiến được cho nhân dân và cho thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã xác định, cũng đã nhắc nhở anh em từ nay cũng thành một tổ chức mới của bệnh viện, hỗ trợ cho nhân dân miền Nam, hỗ trợ cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống và dập dịch COVID-19. Thì về nguyên tắc thì bệnh lây nhiễm rất nhanh, thì bệnh tật cũng không kể một ai. Để nhắc nhở anh em trong công tác phòng chống dịch, bất cứ một cái việc sơ sót nào đều có thể phơi nhiễm thì đấy cũng là rất quan trọng. Bởi vì thực ra những cái đồ dùng, những trang bị bảo hộ và những cái nghề nghiệp thì vẫn cần về sự động viên và theo dõi và nhắc nhở anh em thường xuyên. Và đặc biệt thì chiều nay đoàn mình nhận chúng tôi cũng tiếp tục có một đoàn lên sân bay để gửi tiếp đồ hậu cần cho đoàn ở trong bệnh viện Dã Chiến số 4 huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của đoàn của bệnh viện trong tham gia phòng chống và dập dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Với tình hình diễn biến vẫn rất là phức tạp của bệnh COVID-19 và số ca mắc mới cũng như số ca nặng, chuyển biến nặng vẫn tiếp tục tăng lên, nên anh chị em trong đoàn đã xác định được là sẽ rất vất vả. Tiếp theo là do số lượng bệnh nhân trong bệnh viện Dã Chiến số 4 tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rất là đông, trung bình khoảng 3.000 bệnh nhân. Cho nên là khối lượng công việc hàng ngày của cán bộ đoàn là rất lớn. Các cán bộ y tế phải làm việc liên tục mà không còn khái niệm nay là thứ mấy nữa, vì diễn biến của bệnh là bất kỳ ngày nào giờ nào. Do số lượng bệnh nhân trong bệnh viện Dã Chiến rất đông nên áp lực về mặt hành chính, hồ sơ bệnh án và các thủ tục vô cùng lớn. Cán bộ y tế phải làm việc trên cả bệnh án giấy và bệnh án điện tử, trong khi nguồn nhân lực của bệnh viện Dã Chiến là không đủ. Khi nhận được quyết định mình sẽ là thành viên trong đoàn hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đứng trong tâm thế là sẵn sàng tham gia và đi bất kỳ nơi đâu cần mình. Là một nhân viên y tế thì tôi hiểu được là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình, và tôi hy vọng là mình sẽ góp được một phần công sức nhỏ bé của mình để đẩy lùi được dịch Covid tại thành phố Hồ Chí Minh trong đợt này. Thank you.
Sau khi tôi biết tin là vợ có trong đoàn tình nguyện để tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh thì nói chung là cũng hơi có chút bỡ ngỡ và hơi đột xuất một chút. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với vợ chồng chúng tôi là đều là bác sĩ nên là tất cả những công tác chăm sóc, phục vụ sức khỏe người bệnh rồi các công tác trực bệnh viện, phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đều đã xác định tư tưởng ngay từ những thời mà chúng tôi đã học đại học rồi. Thế nên là chỉ cần qua một chút hội ý với nhau với cả gia đình thì các thứ thì tất cả chúng tôi cũng đều sẵn sàng cho cái công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi sao rồi? Vợ chồng chúng tôi thì cũng vẫn có những khoảng thời gian có thể liên lạc sau khi mà vợ không phải tham gia những cái điều trị ở trong đó. Có những cái lúc nghỉ ngơi thì chúng tôi cũng tranh thủ gọi điện lẫn nhau và động viên và cố gắng trong mọi tình huống. Và bản thân mình đã được đi tham gia trong hỗ trợ trong dịch này nên tôi hiểu được là sự cần thiết của nhân viên y tế tại các vùng dịch. Vì vậy, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ chồng tôi đăng ký tham gia vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đợt 2. Cũng rất may là các con của tôi thì có sự hỗ trợ của bố mẹ nội ngoại, của ông bà nội ngoại hai bên nên là vợ chồng chúng tôi có thể là yên tâm tham gia chống dịch. Được biết là cái tình hình dịch bệnh trên thành phố Hồ Chí Minh hiện diễn biến vẫn còn đang rất là phức tạp. Thế nên là cần sự trợ giúp rất lớn của những cái đội ngũ y tế trong cả nước. Mình cũng là nhân viên y tế nên là cũng sẵn sàng tình nguyện góp một chút sức nhỏ của mình để góp phần vào cái công tác phòng chống dịch tốt hơn để mọi người nhân viên y tế có thể sớm trở về nhà. Lúc đầu vợ tôi cũng có đôi chút lo lắng bởi lẽ là tình hình diễn biến dịch bệnh trong Sài Gòn, trong thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng còn đang rất phức tạp. Không biết là các ca lây nhiễm nó như thế nào. Tuy nhiên thì tôi cũng động viên trấn an tinh thần cho vợ và sau khi quá trình trao đổi giữa hai vợ chồng cùng với con cái diễn ra thì mọi người cũng sẽ đều quyết tâm để cố gắng hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ có thể và những cái công việc gia đình thì chúng tôi cũng sẽ thu xếp ổn thỏa. Ngày 31 tháng 7, chúng tôi tiếp tục nhận được công văn của Bộ, thế tiếp tục hỗ trợ khoảng 60 bác sĩ, 60 cán bộ, trong đó 20 bác sĩ, gần 43 điều dưỡng và 5 kỹ thuật viên để tiếp tục hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi cũng đã thành lập đoàn và hiện nay chúng tôi đã công văn báo cáo Bộ để khi ra quyết định để chúng tôi thực hiện. Hôm nay mẹ nhận được lệnh của các bác là đi vào Lam đấy. Thì mẹ cũng nói chuyện với hai anh em. Hai anh em có dặn dò gì mẹ không? Hai anh em về ở nhà ngoan nhá. Nghe lời ông bà nhớ chưa? Xong rồi học bài đi nhá con nhá. Mẹ đã chuẩn bị tất cả các thứ đầy đủ hết rồi. Sang tuần mẹ đi. Con nhờ ông bà chăm sóc cháu cho con nhá. Nhắn lại với ông bà thế, bà nghe chưa ra đâu, bảo là ông bà ơi, mẹ Huyền nhờ ông bà. Sao lại khóc hả con? Sao lại khóc? Mẹ đi làm gì? Để đi làm nhiệm vụ mà con học giỏi đến nào cứng rắn đến nào không được khóc nào. Xong trả lời cho mẹ xem là sao con khóc. Thì mấy hôm nữa mẹ về với anh hai anh em. Ngoan nhá, mấy hôm nữa mẹ về nhá. Đợi em thì mẹ về nhá. Nhìn nhau không được khóc nữa nhá.
Mới đầu thì gia đình mình cũng phản đối là không cho đi, vì ở ngoài đây là dịch nó đang chưa có gì thì ở ngoài này, nhưng mà khi mà mình phân tích cho gia đình là bây giờ là mình ở tuyến đầu mà mình không đi, mình cứ né tránh thế này thì còn ai dám xung phong đi, thì qua một thời gian nói thì chuyện thì mình cũng hai bên đã đồng ý và cho nhau đi. Tổ quốc gọi, chúng tôi vào tâm dịch, hăng hái lên đường dẫu biết lắm gian nan. Một khi Covid dịch đã tràn lan, vì quê hương toàn dân cùng gắng sức, là chiến sĩ ngành y không ngại gì khổ cực, đã 4 đợt rồi bảo hộ kính toàn thân, vệ sinh cá nhân, ăn uống những khi cần đều thật khó, vì trên người như phi công vũ trụ, bệnh nhân đông cấp cứu không kịp thở, tất bật suốt ngày rồi lại trực đêm, kiệt sức sống xoài lại gắng đứng lên. Đồng đội tự chăm nhau như anh em thân thiết. Sao yêu quá những chiến binh thầm lặng, từng phút từng giờ giữa sống chết bủa vây, mang lại màu xanh hạnh phúc sum vầy, cho tổ quốc bình yên một ngày không xa nữa. Mình nghĩ là thời chiến, đâm ra là khi được lệnh tổng động viên làm sao để cứu được, giúp được đồng bào miền Nam, đặc biệt là nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nơi là đầu tàu của kinh tế của cả nước. Chính vì vậy mà rất mong làm sao là anh em vào và hỗ trợ một cách là giành thắng lợi để chiến thắng cái đợt dịch Covid này. Thì hiện giờ thì ông bà vẫn chăm sóc cho bé rất là tốt và hoàn toàn ủng hộ hai vợ chồng lên đường. Cho nên cũng là một cái hậu phương vững chắc để bọn em yên tâm lên đường. Cũng giống như những chiến sĩ công an đang bảo vệ bình yên trong đất nước, những chiến sĩ bộ đội giữ bình yên và chủ quyền lãnh thổ, thì chúng tôi, những người chiến sĩ áo trắng, cũng chiến đấu vì một cộng đồng khỏe mạnh. Bệnh chưa chắc đã phải là dịch, nhưng dịch thì chắc chắn là bệnh. Vì thế, việc dập dịch, chữa bệnh đã là bản năng và bản chất của nhân viên y tế. Ở đây chúng tôi xác định là đã vào đấy là đồng kháng chiến của anh em, thì tôi tin rằng là khó khăn nào cũng sẽ vượt qua thôi. Mong là các anh chị luôn vững tâm, vì lúc nào cũng sẽ có nhân lực từ hậu phương đến để trợ giúp và chi viện cho các anh chị. Thì với các y bác sĩ mà hiện nay đang của bệnh viện đang công tác và hỗ trợ tại huyện Bình Chánh, thì tôi muốn gửi gắm các em là các em hãy cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, và bệnh viện luôn ở bên các em. Các cán bộ đi ở đây thì đều là những cán bộ rất là tinh nhuệ. Thế và trẻ sung sức, họ thừa biết là tất cả rất rủi ro đang ở phía trước, nhưng mà vẫn sẵn sàng đi. Thế và chúng tôi rất tự hào về họ.